rồi hai đứa xích lại, rồi một bà qua đứng kế chú rể giùm con nha. Rồi rồi hai bà đứng sát cho cô dâu chú rể nha, hai em mời rượu trước đi hai em. Rồi dạ bà ơi, cháu châu nó mời rượu kìa bà. Dạ dặn rượu đúng bà. Dạ rồi dạ hai bà cụng ly uống giùm con nha. Vô cái nha hai bà, cụng ly vô 100% luôn. Vô bà Suối ơi. Dạ rồi dạ rồi hai bà có tặng quà chúc mừng cho cháu thì đưa cho cháu luôn. Dạ chúc mừng cháu 100 năm hạnh phúc nha. Rồi dạ con mời hai bà đứng sát rồi nhìn lên con chụp tấm hình cho đẹp nha. Rồi đấy của hai bà ơi, 1 2 3 chưa nha. Dạ rồi con cảm ơn, con mời về vị trí ngồi luôn. Rồi xin mời tiếp tục giai cấp ông bà quý vị ơi. Con đáp tiếng được. Mời hai ông đi. Dạ mời hai ông đi. Dạ mời hai ông nha, ông đứng bên thì con luôn nha. Dạ bà cho ngồi mình đứng ngồi coi. Dạ dạ. Rồi đứng qua đây giùm con luôn. Dạ. Rồi mời ngủ đi hai em. Mời ngủ hai ông đi. Bây giờ mời ngủ qua. Dạ. Rồi hai em cứ nhận ngủ lễ nha. Dạ. Rồi rồi mời bên này. Dạ. Hai ông cụng ly uống giùm con hai ông bác ơi. 1 2 3 Dạ. Rồi, con xin mời hai bác đứng sát vô ghi tấm hình luôn hai bác. Dạ đứng sát vô mình nhìn lên chụp tấm hình nha. Cô dâu chú rể sẽ ôm em cô dâu em. Ừ, đứng sát vô em. Rồi rồi rồi. Dạ 1 2 3. Dạ thôi con cảm ơn. Hai ông chờ. Cháu chờ. Cháu 89 luôn rồi đi. Dạ xin mời đi cô, hai cô đi. Dạ. Rồi. Rồi, hai bà đứng sáng giùm con nha, mời rượu hai bà luôn hai em. Rồi, mời rượu trước đi hai em, mỗi người một chung nha. Rồi, ghế phụ luôn giùm anh cái nha. Rồi. Dạ. Rồi. Rồi bà nhận rượu luôn bà. Dạ, cũng ly luôn uống luôn bà ơi. 1 2 3. Vô. Dạ. Rồi con nhận, con mời hai bà nhìn lên ghi tấm hình với cô dâu chú rể nha hai bà. Rồi con đem cô dâu đi em. Rồi 1 2 3 chú nha, nhìn đóng kiếm con nha. 1 2 3 rồi con cảm ơn. Rồi em mời hai bà lên ghi hình uống rượu với cháu. Dạ bà hai bà con mời cho vô không. Rồi hai bà sát vô con hai bà, mời ngủ hai bà đi em. Rồi dòm lên đây nè, dòm lên nhìn lên giùm con bà ơi. Dạ rồi hai bà cũng ly uống con nha. Rồi cũng ly cái hai bà ơi. Dạ rồi rồi thôi hai bà đứng sát vô cô dâu chú rể đi, con ghi tấm hình kỷ niệm nha hai bà. Rồi 1 2 3 dạ rồi con cảm ơn. Cái mời à, cậu mở chú bác gì dưỡng như của đạo của mình. Mở máy tốt rồi sao? Mở bác đó các bạn. Kêu kêu con máy vô mai tới đây lại mai là chú bác gì đó mày còn vô. Chú bác con cậu á. Cô gì chú bác gì của mày cũng nghe. À, con nhờ đại diện đứng vô con cho 4 người thêm theo ông ngoại lên chung đi. Dạ 4 người cho đẹp, ông ngoại qua đứng kế cháu luôn, ông ngoại đứng kế cô dâu luôn. Rồi này, em đứng xích lên chút xíu này ông ngoại đi trước đại đi, ông ngoại nói sao ông bà dạ. Rồi hai em mời rượu ông ngoại với chú đi em. Rồi cô chú gì có rồi mời hai tay giùm anh. Rồi rồi con mời chú với ông ngoại cùng đi cái nha, cùng đi nuốt nha cô dâu. Cô dâu cô chú cậu mời gì đó. Rồi con xin mời ông ngoại đứng sát vô mình ghi tấm hình nha ông ngoại. Dạ rồi chú nha. Rồi con nhờ ông bác mình dựa lên giùm con tí xíu nha, xích qua đây chút xíu cái gì xích qua đây con xích qua. Dạ dạ dạ. Rồi rồi ok ok. Dạ. Đấy cô dâu, cô dâu. 1 2 3. Rồi rồi cảm ơn.
Mời bà là con dòng họ trước đi. Dạ, mời quý vị họ. Mời ngủ đi em, vô mời ngủ liền. Rồi mời ngủ chú Út đi em. Rồi. Rồi chú Thím Út cùng ly giùm con cái chú Thím Út ơi. 1 2 3. Dạ. Rồi uống luôn chú Út ơi. Uống hả? Dạ. Rồi mời chú Thím Út đứng sáng vô cô dâu chú rể ghi bôi hình nha. Cô dâu xíu qua chú rể đi em. Rồi rồi. Rồi chú nha. Rồi 1 2 3 tắm thứ nha quý vị. 1 2 3. Dạ rồi. Dạ mời cô đi, mời cô đi. Dạ để mình đi vô lẻ. Dạ. Rồi mời một cô. Dạ. Ok. Rồi sát vô luôn. Dạ. Rồi tạo mời đi em, tạo mời ngủ. Rồi đúng rồi. Đây là cô Tư, em ruột cổng nữa. Rồi tạo mời luôn. Rồi cô Tư nhận ngủ luôn. Rồi mời hai cô cùng ly với hai cô ơi. 1 2 3. Dạ rồi. Mời hai cô đứng sát vô. Rồi, mình đứng sát vô chị. Mình đứng sát vô. Dạ dạ. Rồi sát vô chú rể cho mẹ luôn chị. Rồi. Rồi chú nha. Rồi 1 2 3. Dạ rồi. Em đi vô chính nè, tới con vô tính. Con vô tính vô sau. Rồi mời hai chú. Dạ. Tính xuống đã không? Rồi cái theo hả? Rồi qua bên này luôn chú. Dạ. Dạ. Sát vô luôn đi anh. Đi chung với anh. Rồi mời rượu luôn, nhận rượu luôn anh, đứng sát em chú rể luôn anh. Dạ. Rồi mình cùng ly luôn à, cùng ly luôn chút. Dạ. Ok. Đúng hết chưa? Đúng hết luôn. Rồi em mời anh đứng sát vô chú rể mình lên chụp tấm hình với anh. Rồi 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 đấy luôn à. Dạ 1 2 3. Dạ rồi cảm ơn. Rồi vô luôn, vô luôn. Rồi. Mời. Bốn người thôi. Rồi, bốn người thôi, một cặp thôi, một cặp thôi. Rồi mời rượu đi em. Rồi. Rồi có hai chung mình mời. Mời rượu. Rồi. Rồi hai anh cùng ly giùm em cái hai anh ơi. Rồi cô giáo nhìn lên cái em ơi. Ok. Uống luôn anh. Rồi đứng sát vô mình nhìn lên chụp tấm hình kỷ niệm cái nghe anh. Rồi rồi ok. 1 2 3. Rồi em cảm ơn. Qua đây đi anh đi. Dạ. Rồi mình uống rượu rồi mình hãy tặng quà nghe, mình uống rượu trước mình hãy tặng quà nha. Dạ. Đứng sát vô luôn anh. Dạ. Đứng sát vô chú rể nha em. Là em ruột tạo. Rồi. Rồi, anh nhận rượu giùm em. Rồi. Ok. Rồi, cũng ly luôn hai anh ơi. 1 2. Rồi. Chăm chăm luôn. Cậu cháu. Rồi tặng cho cô dâu chú rể luôn. Rồi ok. Rồi đứng sát anh, đứng sát cho em ghi tấm hình nha. Rồi đeo luôn. Đeo luôn. Rồi. Đeo đi, đeo lại đi, đeo lại đi. Rồi. Ok. Rồi. Rồi đứng sát vô luôn em trai. Rồi, cậu đứng sát vô luôn. Rồi, ok, 1, 2, 3. Cậu đứng sát vô chú rể luôn cậu. Rồi, ok, ok, 1, 2, 3. Dạ rồi. Vậy làm lễ cha mẹ ha bác. Vậy con mời cha mẹ ngồi. Con đi con sắp này.